Những khoảnh khắc thiêng liêng trong lễ cầu an lớn nhất trên đỉnh Phan Xipang. Ngày 21 tháng 11, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương đã tổ chức đại lễ dâng hương cầu quốc thái dân an lớn nhất từ trước đến nay tại quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Phan Xipang. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 được tổ chức tại Lào Cai với chủ đề Phật giáo với hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế. Buổi lễ dâng hương có sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Ban Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Hải Dương, Thượng tọa Thích Tâm Thuần, Ủy viên Ban Hoàng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoàng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội, chủ trì Thiền viện Sung Phúc cùng đông đảo tăng, ni, Phật tử và đại biểu từ khắp mọi miền đất nước. Để đón mừng đại lễ, khu du lịch Sun World Phan Xipang Legend đã mở cửa sớm hơn thường lệ. Từ sáng sớm, nhiều đoàn du khách và Phật tử đã không khỏi ngỡ ngàng trước không gian ngập ngời cờ hoa của quần thể kiến trúc tâm linh trên khu vực đỉnh Phan Xipang trong ngày đặc biệt này. Toàn bộ các công trình tâm linh ngự tọa trên đỉnh thiêng được trang trí bởi 1999 lá cờ hội ngũ sắc và các tiểu cảnh từ hoa tươi, tạo nên không gian đại lễ quy mô, thành kính, để các tăng ni, Phật tử và du khách cảm nhận sự thiêng liêng, nhất tâm hướng lòng thành cầu nguyện quốc thái dân an. Đặc biệt, tại khu vực sân mây, đài cảnh vạn hoa dâng Phật lớn nhất Việt Nam, kết tạo hình một đóa hoa sen từ hàng ngàn bông hoa tươi, có diện tích lên tới 99m², đã trở thành điểm check-in khiến nhiều Phật tử và du khách trầm trồ. Đúng 15 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 11, đại lễ chính thức được bắt đầu bằng nghi thức rước cờ từ khu vực đại tượng Phật A Di Đà, đi qua con đường La Hán để đến Kim Sơn Bảo Thắng tự. Tại đây, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các chư tôn, giáo phẩm, các hòa thượng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện các nghi lễ tâm linh cùng các tăng ni, Phật tử, đại biểu và du khách đồng tâm, đồng nguyện hướng đến thiện pháp thiêng liêng, nhất tâm cầu nguyện cho mọi tai ương, địch họa, động đất, sóng thần, chiến tranh đau thương giảm bớt, để nhân loại chúng sinh bớt đi những phiền muộn, khổ đau. Hòa chung trong câu kinh tiếng kệ, những lời khấn nguyện thiết tha chân thành vang vọng nơi đỉnh thiêng, trải lòng yêu thương khắp đất trời, từ đó vun trồng thêm hạt giống thiện lành nơi tâm hồn Phật tử và du khách. Lần đầu tiên đặt chân lên đỉnh Phan Xipang trong dịp đại lễ dâng hương cầu an ý nghĩa này, Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ, nóc nhà Dông Dương là một sự kỳ thú ngoài sự tưởng tượng. Một trong những nơi có phong cảnh đẹp nhất mà tôi đã có cơ hội được đi qua trong 30 quốc gia trên khắp thế giới. Tổ chức lễ cầu an tại nơi đây, ngay dưới chân cột cờ ở vị trí cao nhất đất nước, cũng như một lời nhắc nhở tới các thế hệ phải tự hào về văn hóa truyền thống, độc lập chủ quyền, có trách nhiệm gìn giữ và phát triển những giá trị của người Việt Nam mà tổ tiên đã dày công xây dựng. Trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, thời tiết trên đỉnh Phan Xipang đẹp huyền ảo. Dòng sông mây bất ngờ xuất hiện cùng dáng chiều rực rỡ, tạo nên hiện tượng quầng ánh sáng bảy sắc cầu vồng hiếm gặp ngay tại Kim Sơn Bảo Thắng tự. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này lặp lại nhiều lần liên tục suốt buổi lễ, khiến ai có mặt trên đỉnh Phan Xipang khi đó cũng đều vô cùng bất ngờ và thích. Chị Thanh Tâm, Phật tử đến từ Hà Nội hoan hỉ, đây là lần đầu tiên tôi đến đây và cũng là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng hiện tượng ánh sáng kỳ ảo nhiều lần và đẹp như thế này. Ở nơi đỉnh thiêng Phan Xipang, được chứng kiến một đại lễ cầu an trang nghiêm, đầy ý nghĩa. Tôi thấy mình hôm nay thật may mắn nên có những chương trình quy mô như thế này để Phật tử chúng tôi được hướng về cội nguồn đất nước, thêm tự hào về quê hương Việt Nam mình. Tọa lạc ở độ cao 3.143m, các công trình tâm linh trên khu vực đỉnh Phan Xipang là quần thể kiến trúc tâm linh cao nhất Việt Nam, với những công trình uy nghiêm giữa đất trời, lẫn trong mây trắng và sương núi. Như thể những sơn tự đã tồn tại ở đây từ cả trăm năm trước. Nơi đây hàng năm đều tổ chức những lễ hội và Phật sự lớn như lễ Phật đản, hồi xuân mở cổng trời, thu hút hàng triệu Phật tử và du khách bốn phương tìm về để được chiêm bái, đảnh lễ, cảm nhận linh khí của đất trời cũng như thưởng ngoạn vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên nơi suối nguồn dân tộc.